Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cường kích ném bom Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực quân khu phía Bắc. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 5 cho biết, phi hành đoàn Su-34 đã sử dụng bom nổ mạnh với mô đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát UMPC, giúp thực hiện các cuộc tấn công chính xác mà không cần xâm nhập vào khu vực phòng không của đối phương. Điều này làm tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả của việc ném bom, giảm thiểu rủi ro cho phi công Nga. Bộ này lưu ý rằng, các cuộc tấn công như vậy là một phần trong chiến lược vô hiệu hóa các mục tiêu của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng máy bay Su-34 tấn công sở chỉ huy Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi đội máy bay chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc các đơn vị Ukraine trong vùng hoạt động quân sự. Tiền đồn và quân đội của đối phương gần khu vực Nam Donetsk chìm trong biển bom. Theo nội dung video, lực lượng Nga sử dụng bom bay FAB-500 được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, một bộ công cụ cho phép biến một quả bom thông thường thành một loại đạn được dẫn đường chính xác. Trước đó, truyền thông phương Tây từng bày tỏ quan ngại về việc lực lượng không quân Nga liên tục bắn phá nhiều vị trí của Ukraine. Ước tính Moscow đã thả khoảng 100 quả bom mỗi ngày vào mục tiêu. Tờ Washington Post thông tin, cùng với máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, Nga đã bổ sung thêm bom lượn, hỏa lực mới cho chiến dịch. FAB-500 hiện là loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom có trọng lượng 500 kg, thường được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, cũng như phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương. UMPC là mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát, được tạo ra để chuyển đổi bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay của nó thêm hàng chục km. Việc tích hợp mô đun UMPC cho phép bom FAB-500 có thể mở rộng phạm vi, tấn công mục tiêu một cách hiệu quả và chính xác hơn. Được biết, máy bay Su-34 của Nga mà NATO gọi là Fullback là phiên bản máy bay hai chỗ ngồi của tiêm kích Su-27 Fullcrum. Chúng được sử dụng làm bệ phóng bom dẫn đường trên không và tên lửa Kh-59 mà Nga sử dụng để tấn công Kherson và nhiều khu vực khác ở Ukraine. Giá của một chiếc Su-34 ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ. Hải quân Ukraine thông báo trên kênh Telegram rằng lực lượng hải quân của Ukraine đã phá hủy tàu quét mìn hải quân Kovroves của hạm đội Biển Đen. Hoạt động này đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng, Hiện chưa có thông tin về địa điểm xảy ra vụ tấn công hoặc loại vũ khí nào được Ukraine sử dụng để nhắm vào tàu quét mìn Kovroves của Nga. Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng đây là một thành công đáng chú ý của Ukraine trong việc tấn công hạm đội biển đen của Nga bằng các tàu không người lái phát nổ. Cần lưu ý rằng tàu quét mìn Kovroves là đại diện của dự án 266M. Lớp tàu này được chế tạo cho Hải quân Liên Xô trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 1979. Con tàu có lượng giãn nước đầy tải 800 tấn, hệ thống dài thủy lôi và thiết bị siêu âm để tìm kiếm và vô hiệu hóa phương tiện nổ của đối phương. Nhưng đặc biệt hơn, khí tài trên con tàu do được nhiễu động từ trường gây ra do thủy lôi và đặc biệt xuồng cảm tử không người lái USV của Ukraine. Con tàu thường đi tuần quanh cảng, dọc cầu Crimea tạo ra lớp cảnh báo bên ngoài chống nguy cơ xâm nhập của đối phương. Diễn biến trên cho thấy nhiều khả năng Ukraine đang chuẩn bị cuộc tấn công mới thông qua USV vì vậy bước đi đầu tiên chính là dọn dẹp vật cản. Hiện tại chưa có hình ảnh cụ thể chứng minh tàu quét minh Kovroves đã bị bắn chìm như thông tin mà Ukraine đăng tải. Nhiều khả năng phương tiện trên thực sự bị hư hại nhưng chưa tới mức bị phá hủy hoàn toàn. Được biết, hạm đội biển đen của Nga đồn trú ở bán đảo Crimea đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Hải quân Ukraine tuyên bố đã phá hủy một phần ba hạm đội biển đen. Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Tây Bắc Biển Đen đã buộc Nga phải di chuyển nhiều tài sản hải quân ra xa Ukraine hơn, bao gồm việc chuyển một số tàu chiến tới căn cứ Novorossiysk. Hầu hết các tàu chiến và tàu ngầm chính còn lại của hạm đội Biển Đen dường như đã tập trung ở cảng Novorossiysk. Trong số đó có 3 tàu ngầm lớp Kilo và một tàu khu trục lớp đô đốc Grigorovic, có thể là tàu Makarov, còn tàu đảm nhiệm vai trò xoáy hạm của hạm đội sau khi tàu Moskova bị chìm vào tháng 4 năm 2022. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 4 cho thấy Nga đang tăng cường phòng thủ cho căn cứ hải quân của hạm đội biển đen ở Novorossiysk. Tuy nhiên, Ukraine đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công khu vực Novorossiysk. Theo cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine, ông Alexei Kucherenko, nước này đã mất khoảng 90% công suất phát điện do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Quan chức này cũng cảnh báo tình hình sẽ ngày càng khó khăn hơn do cơ sở hạ tầng bị hư hại không thể phục hồi nhanh chóng. Ông cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng trong suốt mùa hè và có thể kéo dài đến mùa đông. Moscow đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa thu năm 2022, kể từ sau vụ tấn công vào cầu Crimea tháng 10 cùng năm. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine. Kể từ tháng 1 năm 2024, Ukraine cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay tự sát và các cơ sở năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các kho dầu và nhà máy lọc dầu. Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công của quân đội nước này vào cơ sở năng lượng Ukraine sẽ làm gián đoạn ngành công nghiệp quốc phòng của Kiev, khiến nước này không thể triển khai hoạt động quân sự trong thời gian dài. Tuy nhiên, phía Moscow thời điểm đó nhấn mạnh các cuộc tấn công chỉ nhằm mục tiêu vào các cơ sở có liên quan đến quân sự của Kiev. Đầu tháng này, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng công nghiệp khiến Kiev chịu tổn thất lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cảnh báo con số này có thể sẽ tăng lên. Ông cũng lưu ý các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiệt và thủy điện, cũng như hệ thống truyền tải điện. Nga đã dùng UAV và tên lửa tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine gần như hàng ngày kể từ ngày 22 tháng 3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Lên án các cuộc tập kích của Nga, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói, đối phương không từ bỏ kế hoạch tước đi ánh sáng của người Ukraine. Giới chức Ukraine cũng đã phải hạn chế nguồn cung điện trên toàn quốc và cảnh báo sẽ cắt điện khi Nga liên tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết đang thành lập lực lượng chuyên trách mới của chính phủ để khắc phục hậu quả. Ông nói sẽ tập trung vào việc chuẩn bị nguồn điện cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh vượt qua mùa thu, mùa đông sắp tới. Hãng thông tấn AFP ngày 19 tháng 5 dẫn lời một quan chức chính phủ hàng đầu của Pháp cho biết lực lượng quân đội và cảnh sát Pháp đã phá bỏ 60 chốt chặn do các nhóm biểu tình ủng hộ độc lập dựng lên nhằm mở thông tuyến đường từ thủ phủ Numia tới sân bay quốc tế trong khu vực. Vừa qua, bà Sonia Lagrade, thị trưởng thành phố Numia cho biết New Caledonia đang bị bao vây sau chuỗi bạo loạn kéo dài nhiều ngày nhằm phản đối chính sách cải cách bầu cử của chính phủ Pháp đối với hòn đảo này. Giới chức Pháp cho biết, 600 thành viên thuộc lực lượng hiến binh Pháp và cảnh sát vũ trang hạng nặng đã tham gia chiến dịch lớn trong ngày 19 tháng 5 để giành lại quyền kiểm soát con đường dài 60 km nối từ thủ phủ Nomea tới khu vực sân bay đang bị đóng cửa kể từ khi tình trạng bất ổn nổ ra. Chính quyền địa phương ước tính các chuyến bay thương mại bị hủy bỏ đã khiến 3.200 người bị mắc kẹt do không thể tới hoặc rời New Caledonia. Theo tờ Guardian của Anh, chính phủ Pháp đã cáo buộc Azerbaijan khuấy động căng thẳng ở New Caledonia, bất chấp khoảng cách địa lý và văn hóa rộng lớn giữa quốc gia vùng Caspi và lãnh thổ hải ngoại ở Thái Bình Dương của Pháp. Giải thích cơ sở cáo buộc của mình, chính phủ Pháp chỉ tới sự xuất hiện bất ngờ của cờ Azerbaijan cùng với biểu tượng Kanak trong các cuộc biểu tình tại New Caledonia. Bên cạnh đó, một nhóm được cho là có liên hệ với chính quyền ở Azerbaijan, đã công khai ủng hộ lực lượng nổi dậy, đồng thời lên án chính phủ Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gérard Darmanin, phát biểu trên kênh truyền hình France 2 khi được hỏi liệu Azerbaijan, Trung Quốc và Nga có can thiệp vào tình hình New Caledonia hay không. Ông cho rằng, đây không phải là tưởng tượng, đây là sự thật. Trước các cáo buộc liên quan tới tình hình New Caledonia, Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan đã gay gắt chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gérard Darmanin là những biểu hiện xúc phạm chống lại Azerbaijan. Theo hãng thông tấn APA của Azerbaijan, trong mọi trường hợp, Azerbaijan có đủ sức mạnh chính trị, ngoại giao và quân sự để vô hiệu hóa ảnh hưởng của Pháp. Trong khu vực Nam Caucasus, tờ Caspian News cho biết Azerbaijan đang có trong tay lực lượng quân đội mạnh nhất khu vực Nam Caucasus với tổng quân số 380.000 người, trong đó 65.000 quân nhân tại ngũ, 300.000 quân dự bị và 15.000 người trong lực lượng bán quân sự. Về phần mình, bộ ngoại giao nga đã ra thông cáo trên website chính thức bác bỏ mối liên quan tới tình hình new caledonia bộ ngoại giao nga khẳng định nga không can thiệp vào công việc nội bộ của nước ngoài đưa ra hoặc áp đặt lời khuyên để giải quyết các vấn đề và khủng hoảng nội bộ như cách phương tây và đặc biệt là như pháp vẫn làm đồng thời cảnh báo thay vì dạy dỗ người khác paris nên hướng tầm nhìn vào những vấn đề sâu xa của chính mình trước đó nga cảnh báo nhằm vào quân đội pháp nếu tổng thống emmanuel macron đưa binh sĩ tới ukraine nhấn mạnh rằng đây sẽ là mục tiêu hợp pháp của Moscow. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong tuyên bố hồi đầu tháng này rằng, điều gây chú ý là chính tổng thống Macron đã giải thích vấn đề này với mong muốn tạo ra kiểu bất ổn chiến lược nào đó cho Nga. Tuy nhiên theo bà Zakharova, chính quyền tổng thống Macron rồi sẽ thất vọng. Bà nói, nếu binh sĩ Pháp xuất hiện trong khu vực xung đột, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Nga. Đối với tôi, có vẻ như Paris đã có bằng chứng về điều này. Nữ phát ngôn viên trên cho biết thêm ngày càng có nhiều công dân pháp nằm trong số những người thiệt mạng ở chiến trường ukraine